Rất vui được gặp lại tất cả các quý vị khán thính giả của Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, trong chúng ta thì ai mà không mong muốn cho bản thân và gia đình mình có được một cuộc sống sung túc và không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc đúng không ạ? Chỉ khi có đủ tài chính thì chúng ta mới có đủ dũng khí để bước ra đối diện với thế giới bên ngoài, mới có đủ năng lực để chăm sóc cho những người mà chúng ta yêu thương. Và chỉ khi hết tiền thì ta mới thấm thía ra rằng thì ra cuộc sống này lại có rất nhiều điều mà chúng ta phải khoanh tay, bất lực đến như vậy. Vì thế, khi lâm vào cảnh túng bẫn, bạn hãy nhớ kỹ những điều sau để có thể tự vực dậy bản thân mình bước qua khó khăn. Nếu hôm nay bạn không có tiền, bạn đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh bạn không có một xu lẻ nào trong người? Hãy đặt mình vào hoàn cảnh này và nghĩ xem bạn sẽ làm gì. Sẽ có những lựa chọn nào khi bạn không có tiền? Bạn có thể ngồi và chờ cơ hội để tiền đến với mình, hay mua một tấm vé số để xem mình có may mắn hay không? Bạn có tin vào điều đó không? Xin thông báo với bạn, những kiểu may mắn này chỉ chiếm 1/1 triệu% mà thôi. Đơn giản hơn, bạn có thể đi vay tiền được mà. Đây là một sự lựa chọn. Benjamin Franklin đã từng phát biểu: "Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem." Tuy nhiên, hãy cảnh giác với lựa chọn hấp dẫn và dễ thực hiện này. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ hoàn trả được số tiền mà bạn vay. Nếu không, hậu quả của sự lựa chọn này sẽ thật khủng khiếp. Sẽ là nợ nần tăng theo cấp số nhân, không có điểm dừng, và từ vị trí một người không có tiền, bạn sẽ trở thành một con nợ. Đừng hoang phí sự lo lắng. Đừng lo lắng là lời khuyên của tôi dành cho bạn. Hoang phí sự lo lắng sẽ làm bạn kiệt quệ. Thay vì ngồi than vãn và chờ đợi may mắn đến, ngay lúc này bạn hãy yêu đời. Tại sao lại không chứ? Lời khuyên cho bạn là tiền không phải là vấn đề, vì bạn có thể kiếm ra tiền cơ mà. Ai cũng có một tài nguyên cho mình, chỉ có điều người khôn ngoan biết cách khai thác và sử dụng nó như thế nào để trở nên giàu có. Hãy giúp đỡ người khác. Nghe có vẻ vô lý, nhưng hãy tin tôi, khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ thấy bản thân mình có giá trị hơn bao giờ hết. Bạn không có tiền không có nghĩa là bạn không thể giúp đỡ ai. Suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nhé. Hãy kiếm tiền. Tại sao bạn không nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng không có tiền ngày hôm nay bằng việc hành động? Sử dụng trí tuệ, chân tay để lao động, giúp đỡ chính bản thân mình. Bạn không có tiền có nghĩa là mãi mãi không có tiền. Đôi khi gặp khó khăn về tài chính sẽ giúp bạn rèn luyện sức lao động, trí tuệ để làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Hãy nhớ hành động là chìa khóa. Học cách quản lý tiền bạc. Đó là thói quen tốt khi bạn bắt đầu nhận được những đồng tiền đầu tiên từ việc kiếm tiền. Bạn cần phải học cách quản lý chúng trước khi chúng lại mất đi. Hãy tạo cho mình thói quen sắp xếp ngăn nắp và cố gắng tiết kiệm dù chỉ là một khoản nhỏ bé. Hãy nghĩ đến việc học cách giữ tiền kể cả khi bạn không có tiền. Hãy kiên nhẫn. Bạn đừng lo lắng nếu bạn không có tiền hoặc chưa kiếm được nhiều tiền. Có thể chiến lược và kế hoạch hành động của bạn đang gặp sai sót. Hãy nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Chúng tôi xin nhắc lại, bạn phải thật kiên nhẫn để gặt hái được thành công. Hãy cười, hãy tin tưởng. Chắc hẳn bạn chưa biết hết được giá trị của nụ cười đâu. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh nụ cười có tác dụng giúp giảm căng thẳng, xua tan cảm giác mệt mỏi, giúp bạn lấy lại tinh thần hứng khởi, niềm tin vào cuộc sống. Vì vậy, không có lý do gì để bạn không mỉm cười ngay cả khi bạn không có tiền. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, đó là ngày mai. Hôm nay có thể bạn không có tiền, nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng như vậy. Điều này phụ thuộc nhiều vào mục tiêu, hành động và nỗ lực của bạn. Nếu hôm nay bạn không có tiền thì cũng không sao, vì tiền không phải là vấn đề. Tiếp theo là câu chuyện cảm động về tình người. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Trước cổng một nghĩa trang nọ,
người ta thấy có một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại. Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói: "Xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe vì bà ta yếu quá không đi được nữa." Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang: "Từ 2 năm qua, mỗi tuần tôi là người đã gửi cho anh 5 đô la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi. Nhưng nay các bác sĩ bảo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi." Thế nhưng người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như sau: "Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy." Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt, nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên: "Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế?" Người thanh niên giải thích: "Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà chẳng bao giờ còn thấy được một cánh hoa nào nữa." Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng: "Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?" Người thanh niên bình tĩnh trả lời: "Thưa bà, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta. Họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy." Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc rồi ra hiệu cho tài xế mở máy. Vài tháng sau, người đàn bà trở lại nghĩa trang, nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi, nhanh nhẹn hơn. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng: "Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật, quả thật, điều đó đã làm cho họ được hạnh phúc, nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sĩ không biết được bí quyết làm tôi khỏe mạnh lại, nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình." Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng Đế: cho thì có phúc hơn là nhận. Bởi vì trao ban cho người tức là trao ban cho mình. Một ngạn ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được. Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì con người mới thực sự triển nở và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới biết vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Cuối cùng là 12 kinh nghiệm sống quý báu không thể bỏ qua. Mỗi chúng ta sinh ra, ai cũng có khó khăn riêng, ai cũng phải đối mặt với thử thách sự nghiệp, gia đình, bạn bè, tình cảm. Để cân bằng được tất cả chưa bao giờ là dễ dàng. 1. Hãy giết chết những người bạn muốn trả thù bằng sự thành công và chôn cất họ bằng những nụ cười. 2. Dù bạn ưu tú như thế nào, cũng sẽ có người không công nhận. Dù bạn có tồi tệ như thế nào, cũng sẽ có ai đó xem bạn là duy nhất. 3. 10 năm trước, người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn. 10 năm sau, người ta nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn. Đây chính là cuộc sống. Ngoài cố gắng ra, không còn cách nào khác. 4. Nếu một người chưa từng phạm sai lầm nào trong đời, điều đó cũng có nghĩa là họ chưa từng làm điều gì mới mẻ. 5. Hãy luôn cẩn thận với những điều ngọt ngào, vì đằng sau nó có thể là thứ sẽ hủy diệt bạn. 6. Phần thưởng quý giá nhất dành cho những ai đã bỏ nhiều công sức, đầu tư vào công việc không phải là kết quả họ đạt được, mà chính là sự trưởng thành của họ sau hàng loạt những nỗ lực đó. 7. Cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng nó. Ký ức nào không thể lãng quên thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào không thể tiếp tục thì hãy dừng lại.
Đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu cũng thèm một bờ vai để nương tựa. Đàn ông dẫu có bôn ba khắp nơi cũng cần lắm một mái ấm để quay về. 9. Sự khác biệt giữa thách thức và cơ hội chỉ nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ biến thành cơ hội. 10. Dù cuộc đời có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước. 11. Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không thể, đừng nên hại ai. 12. Ba cách để làm giàu tâm hồn mình, đó là mỉm cười, tha thứ và cho đi. Các bạn thân mến, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng có những sự việc luôn luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta không thể làm gì hơn là để mặc sự việc diễn tiến mà không thể can thiệp gì được. Vì vậy, đừng tự trách bản thân mình nếu chẳng may lâm vào bước đường cùng, không tiền, không mối quan hệ, không ai giúp đỡ. Thời gian sẽ giúp cho bạn hàn gắn tất cả mọi vết thương. Vì vậy, việc của bạn là chuẩn bị tinh thần để có thể vực dậy từ những đổ vỡ. Và để theo dõi thêm những video clip mới được phát hành hàng ngày trên Dòng chảy cuộc đời, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ ở trang chính của kênh nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo.